Ngày đầu tiên khi nhận được nồi Queen Amway và đọc các cái tài liệu, các cái cẩm nang về nồi Queen, Hạnh đọc cẩm nang ấy, nó có cái chỗ là nồi có chức năng Vitrox, đậy kín Opitem, giữ hơi nước, giữ được rất nhiều dưỡng chất. Khi Hạnh thử nó với một món nước mà món nước đó lại là một cái món mà rất khó ăn, đó chính là đến kỳ thải độc của Hạnh. Thải độc tức là thỉnh thoảng thì Hạnh sẽ thải độc, Hạnh sẽ tẩy cái tinh thể cholesterol trong máu nếu có. Đó là một buổi nấu canh ớt, nấu canh lá ớt. Và các anh chị biết rằng là lá ớt ý, thì không hề dễ ăn, đúng không? Nó không phải là một loại rau phổ thông. Và chỉ những người hiểu về lá ớt, hiểu về các cái tính năng của nó, sử dụng vào nó, hoặc là đã từng ăn nó thì mới biết vị nó như thế nào. Và Hạnh đã nấu canh lá ớt như thế nào? Cho một chút thịt băm còn lại của buổi trưa vào, đun sôi lên và cho lá ớt vào, đậy 3 phút. Không hề cho thêm một chút muối nào cả. Có một chút ở trong cái thịt xào cũ của buổi trưa. Và 3 phút sau mở vung ra thì lá ớt rất là xanh. Bỏ ra bát. Và cái đầu tiên ý, khi mà hãy nếm cái canh lá ớt đó, cái nó chạy trên lưỡi của Hạnh ấy, cái vị Hạnh cảm nhận được rằng là cái lưỡi của Hạnh ấy nó được miêu tả lại từ cái cuống lá ớt cho tới đầu lá ớt. Nó giống hệt cái cảm giác khi mà Hạnh thử cái hoàng trà lần đầu tiên. Và cái hoàng trà đấy nó giống hệt như vậy, từng cái nụ hoa nó nở trong miệng như thế nào. Thì khi thử cái canh lá ớt đấy, Hạnh cảm nhận được là từ cái cuống lá ớt nó chạy ra cái đầu lá ớt, nó được thể hiện ở trên cái lưỡi Hạnh giống như vậy. Và Hạnh không ngừng lại được, ngay lập tức Hạnh phải viết trên Facebook của Hạnh ý. Các bạn có thể vào Facebook của Hạnh, và ngày đó là ngày 27 tháng 3, Hạnh có ghi một cái title rất là to, đó là phát hiện một dụng cụ nấu ăn có khả năng chữa lành vị giác. Mọi người có thể trượt Facebook của Hạnh ạ. Và bài đó là bài mà cái post đó là post mà Hạnh post ngày 27 tháng 3. Và đó là một cái điều mà vô cùng tuyệt vời Hạnh khám phá ra, bởi vì Hạnh không phải là ăn canh ớt một lần, nấu rất nhiều lần với nồi khác. Và cái trải nghiệm đầu tiên với Amway nó vô cùng kỳ diệu. Và tại sao Hạnh lại nói rằng là nó có khả năng chữa lành vị giác? Bởi vì với công nghệ Vitrox, nó khóa cái dinh dưỡng lại, nó còn nguyên bản cái dinh dưỡng đó, nó khiến cho chúng ta nếm cái vị của thức ăn đó. Nó thật, nó real đến mức mà các bạn cảm thấy giống như là đang nhai một cái lá ớt thực vậy. Vì sao Hạnh lại nói rằng nó có khả năng chữa lành vị giác? Hàng ngày trong 6 vị, bình thường mọi người sẽ biết đến ngũ vị, lục vị, nhưng đối với dân thực hành dinh dưỡng thuận tự nhiên thì cái vị thứ 7 ấy, chúng ta không dễ dàng có được nó. Mọi người sẽ bị những cái vị đầu tiên như thế này, mặn ngọt, làm che mất rất nhiều, đúng không? Trong cái thói quen của chúng ta ăn, chúng ta sẽ quan tâm tới hai vị đầu tiên, đó là mặn ngọt, sau đó thì đến chua cay, và thứ ba thì mới đến đắng chát, đúng không? Cặp thứ ba là cặp đắng chát. Còn cái vị vua, vị lạt, được gọi là vị thứ 7 ấy, chính là vị lạt, vị tự nhiên của rau củ quả ấy, thì hầu hết chúng ta bị mất. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị lạt này, do chúng ta nấu với những nồi khác, nó sẽ mất đi rất nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó do cái thói quen ăn uống của chúng ta quan tâm tới những cặp vị mặn ngọt, chua cay, sau đó một chút đắng chát, và cái lưỡi của chúng ta dần bị tổn thương. Đó. Chính vì thế chúng ta mất đi cái khả năng cảm nhận vị giác rất là sâu. Và với Amway Queen, Hạnh có cái trải nghiệm tuyệt vời như vậy.